Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chiều 12 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị liên quan. Đáng chú ý, có hơn 35.000 bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 nhanh chóng đối chiếu thông tin, nếu sai sót thì gửi đơn điều chỉnh đến tòa. Theo đó, vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đăng công khai quyết định đưa vụ án ra xét xử và danh sách bị hại, đương sự trên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố. Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, danh sách bị hại tại phụ lục 1A, phụ lục 1B, phụ lục 1C, phụ lục ID, phụ lục IE, phụ lục 1F kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phù lục 2 kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh kèm theo tài liệu chứng minh gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thời hạn gửi đơn đến ngày 18 tháng 9 năm 2024. Mọi vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ qua tổ thư ký của vụ án, thư ký Nguyễn Bảo Quốc và thư ký Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại của tổ thư ký 0934 115 880. Như đã thông tin, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác thực hiện, sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 19 tháng 9 và dự kiến kết thúc vào ngày 19 tháng 10. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó tránh tòa hình sự, có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hội đồng xét xử xác định vụ án có 35.824 bị hại, 534 tổ chức cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Về công tác xét xử, Tòa án nhân dân thành phố đề nghị bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu QT 2018-1201, ADC 2018-09, ADC 2018-0901, ADC 2019-01, SETH 2025, SNVK 2018-10, Do các công ty An Đông, World, Quang Thuận và Cetra phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. Cũng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, nhiều doanh nghiệp liên quan tới bà Trương Mỹ Lan báo lỗ nặng trong nửa đầu năm 2024, nợ khoảng 14.300 tỷ đồng trái phiếu. Chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hàng chục đồng phạm chuẩn bị hầu tòa giai đoạn 2. Chi tiết ra sao cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tòa án Nhân dân TP.HCM có quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10. Một số doanh nghiệp liên quan tới bà Trương Mỹ Lan vừa có báo cáo tình hình tài chính gửi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX, hầu hết báo lỗ trong nửa đầu năm 2024, trong đó có công ty Bông Sen, Cetra Quang Thuận. Cụ thể, Công ty cổ phần bông sen trong 6 tháng đầu năm 2024 lỗ 401 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước, tương đương trung bình mỗi ngày lỗ hơn 2,2 tỷ đồng. Trong kết luận của cơ quan điều tra, bông sen Corp nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Công ty cổ phần bông sen sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng hạng sang, trong đó có khách sạn Daewoo, Hà Nội, nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía tây của thành phố Hà Nội với hơn 400 phòng. Đây là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội, được xây từ năm 1996, từng đón cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000 và các nguyên thủ khác. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Dayu và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết công ty cổ phần bông sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Dayu Hà Nội, còn gia đình bà có cổ phần chi phối tại công ty cổ phần bông sen. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn, 117 đến 123 đồng khởi, khách sạn Palace Sài Gòn từ 55 đến 56 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex 61 đến 63 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemon Grass, Calibre, Beer Garden, Vietnam House, buffet cánh Bông Sen, bánh Brodat với hệ thống 18 cửa hàng, lữ hành Lotus Tour. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng, nhưng bông sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong năm 2023, bông sen lỗ 668 tỷ đồng. Con số lỗ năm 2022 là gần 479 tỷ đồng và năm 2021 cũng thua lỗ. Trong báo cáo tài chính gửi HNX, công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Cetra, STRC báo lỗ gần 115 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 so với mức lỗ hơn 273 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023, STRS lỗ gần 220 tỷ đồng, còn năm 2022 lỗ gần 479 tỷ đồng. STRC được biết đến là một trong bốn doanh nghiệp nổi bật liên quan đến vạn thịnh phát của bà Trương Mỹ Lan với lượng trái phiếu phát hành lớn. Tính tới giữa năm 2024, STRC còn phải trả hơn 3.382 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 7.419 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn rất lớn so với vốn chủ sở hữu hơn 409 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn hơn 1.998 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp khác cũng liên quan tới bà Trương Mỹ Lan là công ty cổ phần Quang Thuận, QTIC, báo lỗ gần 339 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, so với mức lỗ hơn 641 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo cơ quan điều tra, Cetra cùng ba công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnywork, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận đã huy động một lượng trái phiếu khủng. Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ba đơn vị nợ hơn 14.000 tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán cũng theo báo cáo gửi HNX, công ty cổ phần Quang Thuận có tổng nợ phải trả tính tới cuối tháng 6 năm 2024 là 8.875 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ trái phiếu khoảng 7.500 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu hơn 1.374 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm nay, Quang Thuận đã chậm trả lãi và phạt với 60 lô trái phiếu, mỗi lô giá trị 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 1.010 tỷ đồng do chưa thu xếp được nguồn vốn và đang lên phương án xử lý. Đây là các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tài sản đảm bảo, được phát hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 do chứng khoán Tân Việt TVSI thu xếp. Lãi suất được đưa ra 11% một năm và có hạn trả lãi định kỳ là 6 tháng một lần. Với Cetra, trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã chậm trả lãi kỳ thứ ba liên tiếp, gồm kỳ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2023, kỳ 6 ngày 31 tháng 8 năm 2023 và kỳ 7 ngày 29 tháng 2 năm 2024 cùng lãi phạt kỳ 5 và kỳ 6 đối với tổng cộng 20 lô trái phiếu, mỗi lô giá trị 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 337 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán là do Sweecha chưa thu xếp được nguồn thanh toán và tổ chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi. Tính tới cuối tháng 6 năm 2024, Bông Sen có tổng nợ phải trả là khoảng gần 8.370 tỷ đồng, trong đó có hơn 4.790 tỷ đồng nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu 5.264 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, Bông Sen có lô trái phiếu BSECH2126003 phải thanh toán gốc là 4.800 tỷ đồng và số tiền lãi và phạt là hơn 1.061 tỷ đồng. Tuy nhiên, bông sen đã chậm và không thanh toán gốc lãi vì tài khoản bị phong tỏa. Đây là khoản huy động được phát hành từ tháng 10 năm 2021, có tài sản đảm bảo do chứng khoán Tân Việt TVSI thu xếp. Lãi suất được đưa ra là 10,5% một năm, hạn trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Lô này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tân Việt cũng chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông, doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo nghị quyết Đại hội Cổ đông của Bông Sen vào hôm 30 tháng 8 năm 2023, Đại hội Cổ đông Bất Thường đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra Bộ Công an. Đại hội cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thi Phơ, cổ phần công ty Dayha, hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản tại 55 đến 66 Nguyễn Huệ, khách sạn Palace 61 đến 63 Hai Bà Trưng, khách sạn Bông Sen 2, số 5 Nguyễn Thiệp, 93, 95, 97 Đồng Khởi. Tại đại hội, chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần DHA. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần hợp nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại